thi hài của ca sĩ Phi Nhung có thể được đưa về Mỹ hay không? Trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chiến đấu với COVID-19 ở tuổi 51. Sự ra đi của chị đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Ngày 30 tháng 9, con gái của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ cũng như người thân quen tại Việt Nam đã lập bàn thờ, tổ chức lễ cầu siêu cho chị tại nhà riêng và gửi vòng hoa đến viếng, tỏ lòng thành kính thương tiếc. Để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung và bệnh nhân qua đời vì COVID-19, ngày 4 tháng 10 tại Tu viện Khánh An sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho chị. Lễ tưởng niệm sẽ bắt đầu vào 8 giờ 30 phút và kết thúc vào 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bên cạnh lo hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung, con gái chị cũng mong muốn gặp mẹ lần cuối. Theo đó, nghệ sĩ Việt Hương được con gái ca sĩ Phi Nhung ủy quyền làm thủ tục đưa thi hài của Phi Nhung về Mỹ. Hiện thi hài của ca sĩ Phi Nhung đang được bảo quản, đảm bảo các yêu cầu về dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc liệu có thể di chuyển thi hài của Phi Nhung ra khỏi Việt Nam hay không, hay hỏa thiêu vì cố ca sĩ qua đời vì COVID-19. Đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại trung tâm vẫn chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ đưa thi thể cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Trong trường hợp gia đình có yêu cầu, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ trước đó mà ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ đến đâu. Về vấn đề này, đại diện của ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ trên mạng xã hội. Trong thời gian điều trị COVID-19, cố ca sĩ đã xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là vào ngày 14 và ngày 22 tháng 9 năm 2021. Hiện tại Việt Nam vẫn hỗ trợ hành khách xuất nhập cảnh. Việc vận chuyển thi thể cũng không ngoại lệ. Việt Nam có thể hỗ trợ đưa thi thể người mất đến bất kỳ quốc gia nào, với điều kiện có sự đồng ý, thực hiện thủ tục pháp lý của thân nhân người mất. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Việt Nam đồng ý và nơi tiếp nhận thi thể. Trong trường hợp của ca sĩ Phi Nhung là chính phủ Mỹ chấp thuận tiếp nhận. Sau đó, thi thể sẽ được xử lý nghiêm ngặt, bảo đảm các quy định về vận chuyển cũng như dịch tễ của phía Việt Nam lẫn nơi tiếp nhận.